Dẫu sầu nắng nói thiết mai, những ngày tháng ta bên nhau nay còn đâu. Dẫu yêu ngày nào nhưng giờ đây đã mai màu. Em đã cho ta tình nằm nắm ban đầu, để rồi mong ngày em đứng bước về đâu. Tôi là ngút lỡ danh nhưng là có gì đâu hả? Mấy ba không biết điều như không biết tình, ai có nghĩa có ơn ban đầu. Tôi nhớ muôn đời còn ai người sao, mắt dài thì tính nào mắng dịch, yêu thương giờ nào thì tan như mây gói. Hồi nàng yêu ơi anh chót mang rồi gì, ngước lên hồi trời tình em là lấy sao, sao đó đứng chạy trái tim không thể cho hai người không định hãy quên đi. Tôi không trách anh làm chi vì tình yêu trai ba của mình. Ai ơi đừng lấy thao hồn sao nữa, đây vẫn chắc mò tứ tung hả anh ơi. Đây là một thanh niên rất là từ Châu Đốc đi về hướng La Dung của chúng ta. Và hiện tại thì hôm qua thì anh đang ở xã Phong Hòa, và hôm nay thì anh đã đến xã Định Hòa, và hiện tại là ngay chợ của Định Hòa của chúng chị. Hay dữ rồi ta. Ôi ôi coi chừng nha, ghê quá vậy. Ghê vậy. Qua đông tới có lòng nói như quạnh. Cậu đến một chiếc lá phú khoai nhiều tan vỡ. Nơi đây chỉ thấy ông em xa còn mãi xa buồn. Và đây là mẹ của em Phú ở tới nè cô chú anh chị. Thì lặn lội từ không nhìn. Đây. Đây là mẹ. Cô kêu anh về đi. Phú đi về con. Phú mẹ mẹ nó kiếm mình Phú. Rất là lạ coi chú anh chị. Thì hiện tại thì chạy thép cố chạy thép. Rồi xuống đây rồi không em không chịu về rồi sao cô? Biết sao giờ nó không muốn nhìn tôi làm sao? Không. Là trước đây là ở nhà sao cô mà gặp lại bỏ đi với cô? Ôi ôi 6 lần rồi hả? Mỗi lần đi mấy cái bệnh viện nè, Tiền Giang, Tiền Giang nè. Rồi cái gì vậy? Bên Bến Tre nè. Rồi Long Xuyên nè, Hà Tiên nè. Dạ. Nếu đầu chứ bằng nói tới bệnh viện nào cũng mấy nè chứ. Mà không chịu gì hả cô? Không, không, có cái mấy cái bệnh viện đó là người ta điều trị nó hết rồi nó không mấy. Rồi bây giờ phương án mình tính làm sao? Giờ biết tính sao giờ nó đi gì để tôi điện cho. Bây giờ điện người nhà đi, người nhà kiếm xe gì đó xuống cướp gì luôn. Nó có về đâu. Ý nó gì nó không về, nó về nó quậy chết luôn á, nó quậy nhà nó phá đồ đạc. Phá hả? Trời ơi. Nó đập bộ đập đạc luôn. Giờ Phú đang đi hướng gì trên đó đó. Con hồn chạy theo năng nỉ đi coi. Không có được đâu. Ý nó không muốn về nữa. Rồi chú cũng ở gần chạy luôn hả chú? Rồi thường ngày Phú như thế nào? Không, anh chỉ là xe đầu. Để xe đầu thôi nha. Dạ. Dạ. Chị gần tới giám đốc rồi đó. Quay đầu trở lại. Bây giờ thì cô đang điện cho người thân ở nhà để hỗ trợ cô chú anh chị. Giờ Phú không chịu nói nghe nè, tôi gặp nó rồi nhưng mà bây giờ nó không có nhìn tôi, nó lại nó quẩy cái vỏ đồ nó đi rồi, nó không về, nó nạt rồi ông ấy sao chứ bây giờ ấy nó không muốn về rồi, nó không muốn về đầu cổ tóc tay nó mình mẩy hình thù nhìn thấy quá trời luôn, nó nói dẹp nó không có về đâu, nó không về, nó muốn đi đâu khác. Thì hướng này là lên cầu bông súng, chợ bông súng. Không, nó chịu về, nó lại nó quải đi rồi, nó nói giờ nó không có về, đừng kêu.
Dạ. Thôi ông tắt máy thì để chị nói chuyện với mình. Thôi bây giờ cô với chú chạy theo đi. Chạy theo cái đường này nè. Coi năn nỉ cái chịu gì không? Không có. Nếu không chịu gì thì lên chảnh có một cái ngã tư. Là quẹo cái này là gà, quẹo cái quốc lộ luôn đó, chạy gì chảnh. Ý nó không muốn về rồi. Thôi. Dạ. Hầu như là người thân đã gặp được Phú rồi cô chú anh chị, nhưng mà Phú không có chịu về với gia đình. Thì nguyên do thì Phú cũng đã được gia đình rước về khoảng 6 lần rồi, mà hiện tại thì Phú đều bỏ đi như vậy cô chú anh chị. Thì gia đình đang điện cho người thân để xuống hỗ trợ hay là như thế nào thì mấy anh em mình cũng không biết được ha. Tại vì cái tình trạng của Phú này á, là giống như là một cái cơn gì đó của chú anh chị, nó không có được tốt lắm. Khi mà trời nắng gắt quá thì cái tâm trí của anh nó bị loạn ha. Dạ. Là người nhà thì muốn rước Phú. Vừa qua thì ngày hôm qua mấy anh em mình đã đăng tải á, thì cô Sen ở đây á, đã gặp con trai của mình và đến nơi để mà rước Phú về, thì Phú hoàn toàn là không chịu về, quẩy đi, xách giỏ bỏ đi cô chú anh chị. Thì mấy anh em cũng bất lực. Nghe cô nói thì nếu mà rước về, mấy lần trước rước về thì sao cô? Trời ơi, nó quậy, nó khóa đồ, khóa đặt, đặt đồ trong nhà luôn. Rồi rước cuộc cũng đi nữa vậy đó hả? Cũng đi à. Nó nói thôi rước ăn, nó rước vậy ở như là tháng ngoài là bắt đầu đi, tháng ngoài là đi. Chẳng nó tính tre hả, nó khóc lóc, nó nói mẹ ơi mẹ rước con về, con về con bỏ, có mẹ đâu có bỏ mẹ nó đâu có đi vậy. Bắt đầu về rồi lúc là bắt đầu nó cũng đi à. Lần trước Bến Tre thì năn nỉ cô để về nhà ha. Năn nỉ rước về nhà. Bây giờ nghĩ ý nó không về. Không ở nhà mình có sóc gì cho Phú không cô? Không, không có ai làm gì được. Ở nhà tôi là nặng nề nhất, thương nó lắm nha. Trời ơi. Cho cậu nghe một đứa con nuôi mình đẻ, nuôi nó ra được cô ấy vậy được. Mới cả gì đó. Dạ đúng rồi. Nuôi nó từ nhỏ tới lớn thì đúng rồi, mới đầy được mấy chục tuổi trên đầu. Dạ. Rồi hiện tại là cô ăn uống gì chưa? Thôi giờ cô với chú vô ăn hủ tiếu đi, con gửi tiền cho. Đặng để cho mình đi xa từ Châu Đốc xuống đây để gặp con, mà giờ con nó không nhận nữa rồi sao giờ? Rồi mình tính phương án như thế nào hả cô? Mà bây giờ thì là không chịu về nữa hả cô? Không chịu về, nó biết sao vậy, nó đợi nó. Dạ. Số phận mình thì như thế. Trời ơi. Thôi bây giờ chú với cô chạy theo đi. Chạy theo đi, đi đường đó đó. Lên tới ngã tư, nếu mà y không chịu về nữa thì tọt ra lộ đó, chạy gì tránh luôn. Thôi, y nó không muốn về, thôi là mình đi về đi chứ, mình theo nó cũng ấy. Dạ, cái nói chú nghe, nó hay máy nhiều lần lắm nè. Bây giờ nó gặp chị rồi. Rồi bây giờ nó không có chịu, muốn gặp chị nó biết nó bỏ đi. Dạ. Cậu quay cho người ta coi, cho nó quay rồi nó bắt đầu lấy cái số của nhỏ tôi nè. Số của cho nó quay sớm cho con người này người kia biết, để không thôi là nói như là mình nói dốc, mình không có rước rác. Dạ. Thì hiện tại thì con đang ghi hình là biết cô đang đi rước Phú mà Phú không có chịu về. Dạ. Dạ. Thì đó là do số của em Phú chứ không phải là gia đình bỏ mặc em. Dạ đúng rồi, nó có bỏ bê con. Dạ. Đi như vậy. Chết sống gì không biết, đói khát lạnh lại. Còn đêm chắc không. Con thấy trong cái giỏ sách thì có cái mùng, ủa có cái mền. Chắc có lẽ là đi đến đâu đó thì đắp mền lại. Dạ đúng rồi. Dạ. Dạ. Rồi cũng cảm ơn cô với chú nha. Dạ. Con cũng hỗ trợ hết mình thôi chứ giờ em không chịu về em cũng có làm sao giờ. Sao vậy? Nếu không muốn về thì sao?
giờ cô với chú ăn hủ tiếu với con đi. Thôi được rồi, để về đánh sớm, để đây đánh xa. Để đói á chú, sáng giờ chưa ăn gì chưa mà. Đem quần áo cho Phú luôn hả cô? Có đồ, có quần, có áo nè. Dạ. Quần áo tốt, đâu phải không phải có. Mày chuẩn bị bánh luôn ha. Bánh à, nhưng mà nó chút nó đảo về, cậu đưa cho nó giùm tôi đi. Không, bây giờ y đi luôn rồi đó, y không quay trở lại đâu. Y gặp con y ghét luôn đó, tại vì... À, cái người hồi nãy không? Dạ, đúng rồi. Là ngồi đây bây giờ đi cho vô hay cho ra? Vô trên kia kìa. Là hồi qua, hồi sáng này có đăng hình nữa nè. Là, này là mẹ. Không? Đi kiếm đúng rồi. Nhưng mà bây giờ gặp y không chịu nhìn nhận luôn rồi, y bỏ đi luôn rồi. Giờ mới gặp ở đây. Mới gặp đây nè. Thì mới tôi cũng mới gặp đây nè. Bây giờ chạy ra mình đi kiếm. Kiếm mà bắt nó về cũng vô á, bây giờ có một mình công an. Bây, bây giờ cô nhờ bây giờ cũng bắt cũng làm gì được đâu, bây giờ y không chịu về y quậy không rồi sao giờ? Y khoái quắn vậy đó, lụm dọc đường, ngày qua y nói lụm dọc đường. Gặp mẹ xuống nó nói, thôi không nhìn, quẩy bị bỏ đi. Bây giờ đi về hướng cạnh của chạy buôn súng cho anh này. Thì mới đi giờ chạy xách xe chạy theo kịp có rồi đó. Mà không chịu về rồi sao vậy? Gặp tới bỏ đi. Tới nó bỏ đi. Tôi nhà mang tặc xúc rồi, giòn anh. Sớm giờ cô này ở đây nữa nè. Là gì là ở đâu? Ê, rồi vậy hồi mượn chú này chở không chịu về không? Không chịu về đâu. Dạ. Ghét con luôn đó. Ngày qua nay nói chuyện với con thân lắm đó, uống phê với con hoài luôn đó. Bây giờ gặp cô là y biết con dẫn cô tới y ghét con luôn đó, y bỏ đi luôn rồi đó. Mẹ xuống tới rước thì y bỏ đi không nhìn. Ờ, không nhìn. Mới đây hả? Mới đi giọt đi rồi. Giọt lên. Ôm đồ giọt đi rồi, lên cạnh con súng rồi. Cạnh súng rồi. Rồi về. Dạ. Còn đi bán số. Dạ. Ngày mấy chục tấm số để sống. Chứ tôi khổ. Bây giờ như bây giờ cứ phải tìm cách phương hướng mình trả ông về với bị đó thì ông không chịu về, ông nhìn bả luôn. Gặp phải xuống rồi bỏ đi đi. Bây giờ có cách là như vậy, nó biết tâm thành rồi. Mượn xe cấp cứu ở đó mà có cách nào ốp y vô được, đưa thẳng vô bệnh viện tâm thần, đưa vô đó rồi mình chỉ là đóng tiền thôi, người ta bắt đầu làm cái thẻ bảo hiểm ta cấp tiền, ta cấp tiền cho mình biết không, cấp tiền mỗi một tháng đứng đẳng rồi mà gặp đi lại rồi bỏ đi lại là bỏ đi á. Ở thì trong bệnh viện nó hỗ trợ là nó nuôi nắng luôn, rồi vô đó nó chích thuốc an thần ngủ nghe. Bây giờ vậy nè, con chỉ cô nè, bây giờ cô đừng lại gặp y, và y còn ở trong, chú nói còn ở trong chợ kìa. Chú cô lại chỗ này nè, đi qua bên công an trịnh bà anh đi, rồi người ta có phương cách gì ta giúp mình không? Giúp mình. Đây là công an sát bên này nè, cấp cứu chở thẳng vô bệnh viện. Chở thẳng lên bệnh viện luôn. Chứ là không để đi lông bông mà đâu có được. Chở đi bệnh viện tâm thần luôn. Bên này nè, tới đây có công an bên này nè. Ta chở nhiều sát bên đây nè. Chân ngã ba đó cô, chân ngã ba đó là lộ ở xong là công an bánh đó. Chú chở giùm cô qua đó đi. Nhờ công an ấy xe chở lên bệnh viện Tâm Thần giùm luôn. Dạ đúng rồi, như vậy đó, mấy xe cấp cứu từ thiện rồi đó. Thì nó lên xe là dạ. Nhưng mà lúc lên xe rồi là cũng có thể bằng cách phương hướng mình từ một tới tối lại hai là có thể gây mê hay là làm cái phương hướng nào cho y ngủ rồi chở thẳng ngủ cái đó rồi điều trị từ từ. Dạ. Vậy là anh này là sáng giờ ở đây hả chú? Sáng giờ ở đây luôn. Dạ, rồi con cảm ơn nhiều. Và mình cũng kết thúc video tại đây của chú anh chị. Ừ, công tác hỗ trợ. Không có đói, ta cho ăn hết trơn rồi. Dạ. Sáng rồi cho ăn cơm, ngủ nước ngọt, rồi sáng giờ ra cũng cho uống bao uống làm nước rồi. Vậy là sớm giờ mình vẫn hỗ trợ anh đó nha. Ừ, sáng dạ. Cho ăn cơm rồi đó. Giờ nãy cho uống bao uống nước. Dạ. Rồi con cảm ơn cô với bà con mình ở đây rất là nhiều ha. Và video mình hỗ trợ gia đình để tìm em Phú đã gặp rồi. Và hiện tại thì em Phú còn đứng gần đó kìa cô chú anh chị. Đó.
và gia đình đã trình báo với cơ quan chức năng ở tại đây để có cái phương án để giúp em Phú đi về nhà ha. Và giờ đây thì mình lại năn nỉ Phú thử coi Phú có chịu về với gia đình không nha cô chú anh chị. Sao bỏ đi vậy? Sao bỏ đi vậy? Ở nhà hoài lấy gì không phải không? Trời ơi. Thôi bây giờ nghe lời em đi về với mẹ đi. Không. Thích quá ngục công. À, anh đi vậy chứ anh không chịu về nhà. Mẹ đến rước rồi cô chú anh chị. Ăn hủ tiếu không? Vô ăn hủ tiếu với em nè. Ăn hủ tiếu không? Ăn. Ăn vô đây ăn. Điện kêu bác ăn nha. Điện kêu bác ăn. Không. Sao không? Mẹ là cái xui, cái niềm đau là làm tim tôi nhỏ máu. Dù gì cũng là mẹ mà. Thôi, nhiêu đủ rồi. Kết thúc. Kết thúc rồi mà kết thúc. Kết thúc, ngày đó ta về trốn tôi. Đi về với mẹ đi, nghe lời em đi. Vậy không là tôi với ông là kết thúc anh em tại đây đó. Kết thúc gì tôi có làm gì đâu, kết thúc anh em nội. Cái là cái xui xẻo chằn gây đó nó không muốn rồi. Xui đó. Mấy ông chặn lại cho tôi, cái là cái xui cái độc đó. Bây giờ anh em nói nè, mẹ đã từ ở trên Châu Đốc xuống đây để rước anh. Không, không, tôi nói không. Được rồi, ăn bọc chứ không ăn tô. Bây giờ đây tao bán tô không à, vô ăn tô đi. Không, ăn bọc. Ai bán bọc cho nội. Mượn cái ly này nè. Thôi, người ta đâu cho mượn thôi, ly. Thôi, dẹp. Vậy cái bác ăn lẹ lên. Bà có ăn đâu? Không ăn chuyện của bà. Đây nè, hai anh em mình vô ăn nè. Ăn tô nè. Bà ra không? Bà ở đâu? Bà về ơi. Không. Về rồi. Tôi không tin ai nữa. Hỏi ông chú này coi, phải bà về không? Về rồi. Tôi không tin ai nữa. Trời ơi, bà mới đi bao nhiêu ngày. Tôi chân đường mở vòng vòng tới luôn ở đây tôi không biết. Bây giờ bà ấy dõng lên xe về rồi, bây giờ lại ăn hủ tiếu với em nè. Bà đi du lịch đi về đó, kệ bà, chúc mừng bà vui vẻ. Đói chưa ăn hủ tiếu nè? Chưa đói. Ăn hủ tiếu không? Không. Không, em về là hồi là không có gì ăn đó. Không có gì ăn thì tôi nhìn đói, đi kiếm đường khác, tôi hỏi người ta đi ra làng. Trời ơi. Kiếm đồ ăn ăn. Rồi ta bao nhiêu ăn mà sao chứ không được yêu đó, đừng đói. Cho bà đi đâu, cho đi. Lời nguyện bà nói, cho bà đi lên Nam Giang, làm gậy, nó xuồng xìn bà đi. Rồi quyết định là không về phải không? Không. Lý do? Rồi mấy ông thấy cái chuyện không? Rồi đây tôi chỉ nè. Hôm nay tôi chỉ tới bên kia. Rồi hôm nay bà làm những cái lồ chữ và dứt tù biến không? Vô ăn cái tiếu nào quê? Không, ăn ngoài này nè. Ồ, vô đó, vô quán. Quán, tao mới bán. Có ngoài ai quán trời, ai bán dọc đường. Có mẹ cũng như ra những người ăn kia không? Không thì thôi. Bả về rồi. Bả lên xe về rồi. Tôi mà ông tin đi, ông tin ai? Tôi không tin có cái bà nội này rồi, không lẽ sao bả suốt đời. Nắng ấm cho mình tôi giờ đây, nơi này gió mưa buồn. Ngày nay mình đến chúng ta đi về nơi rất xa, ngày mình xa nhau đó đến như trong giấc mộng. Rồi mai nay nhớ trên đường đời thấy nhau. Cứ nói là sao đây thì hỗ trợ gia đình để tìm anh nè, của chú anh chị. Tới đây mới gặp anh nè. Ăn đi anh. Nè, ông coi con thú dữ nó sốc đót nè. Đâu? Sốc. Nè, đót nó đi, giữ đót nó đi, đót nó đi, đót thành nhỏ đó. Sao? Một nhỏ, hai là chó, ba là bổ. Trời ơi, dữ hả? Hổ tướng ông nội ơi. Hổ tướng. Bữa nào bơ cái áo giáp vô coi. Rồi ăn. Dữ nó quậy luôn. Ăn rồi. Trời ơi, ăn từ từ. Ăn gì dữ vậy? Sáng giờ chưa ăn gì hả anh? Có rồi. Không, bây giờ tôi đi hỏi thoải mái luôn, đi hoài á. Đi hoài luôn hả? Ừ. Hỏi cho mấy hôm nào mà. Có cạn hay gì rồi? Ừ. Đi cà phê kìa, uống vô.
Trời ơi. Ủa anh đi anh này sớm vậy hả cô? Vậy hả? Trời ơi sớm. Tức không nói được không gì. Sớm giờ kiếm ảnh chứ. Đi mà không có ekip gì hết. Không có ekip gì hết. Rồi đến cái ngày mà lại quẻo ơi. Mà giao hàng coi. Một lần nha. Bà mới mốt mà tôi chỉ bà nào tôi học cái môn của tôi dễ đó. Mà lấy mấy thắt ngang nha. Hàng ngang là tôi ngủ được cái đó luôn á. Cái lòng dạ ngồi đất chỉ cái nào. Hôm nay tôi nằm được ngay trên cái lan can này tôi ngủ mẹ tôi gọi luôn. Trời lan can trời giờ kia. Thôi của anh quá tốt. Mùa hồi của anh quá êm chứ mà có anh giải độc được hết tất cả muôn vật. Nhưng mà muôn vật như không định đó. Chứ xứng đáng cái lòng công việc của anh cái chuyện đau khổ, chuyện buồn. Ăn từ từ thôi, ăn dữ vậy, rất ngán thấy không? Muốn ăn không? Muốn ăn không? Bữa nay có thu thập gì thêm nữa đó hả? Gì vậy? Trời ơi, thêm cái này nữa hả? Dữ dằn ta. Này có nữ mà. Không bỏ đây biểu hiện của anh rất là lạ của chú anh chị. Gì nữa rồi? Gì mà lỗ tai rồi? Không nhảy hả? Không phải. Muốn chơi đấu là đòi như ta hiện. Bây giờ tôi lấy một cái kẹp bình như cái kiểu này nè. Chẳng có mẹ mà hơi bằng nó hẹ bây giờ. Tôi kẹp lỗ tai thì nó phải kẹp lại. Coi mới coi, còn kẹp vô giò. Bây giờ mình sẽ cùng với anh đi cái quán cà phê để mà uống cà phê nha. Thôi mà giải bằng cờ quán em rồi quán lộ. Không, mình đi quán khác, không đi quán qua nữa. Quán nào lộ. Quán em rồi, mình đặt bộ con mắng ấy nữa. Tôi là con người đang nghe muốn cái gì vậy. Lò mò, mình làm bộ sợ cái chết. Tao, con bò. Đúng không, sư bộ là cái gì mình nghe thẳng. Đúng rồi. Kinh dinh thành hình dinh. Kinh dinh dình anh dinh dịnh. Người ba nữa nè. Cái ông kia, ông già, cô bạc của mình kêu đại ca. À. Bất đó tôi mà tiếp bờ ca đồ nên thân xác tôi giờ đây kiếp sống không nhà không vợ con. Tôi quay lo đi rồi thôi. Tôi đi xin ăn. Tôi đi xin ăn mong để cho vừa lòng bà luôn. Bà lắm vợ tôi mà không biết đâu là gọi game. Chiến đào nghe tin nghe giới trong trò vú tôi coi sâu canh mấy cùng là ông của bà. Tại sao không đeo kịch bản của người ta gấp tiếp trò vú anh la rằng đồ cướp biến trời bể cũng ngoài là người có hiếm thế phải có trái tim yêu thương đò mới gọi là con người. Ác quỷ hay là địa ngục cũng là tòa. Có thể cái mạng người ăn có thể hát rồi bán cái ngày kia cũng là đó là đi chung buồn à, ăn thò thế gian đời giống những phiền nào mà cũng thấy là cái phiền nào không ôm phố nhân tao ước mơ lên kìa ôm nó có hồng nào ôm trong tình chút mới thương tư. Qua đây em có lên cầm mà lòng cái đồng còn cầu mong dù nghèo trong lòng nó là cái cấm những do thời còn anh nói trong tôi hỏi anh hả là anh biết làm sao ông nói là cứ ít tình nữa thôi trong mỗi lần hai ba chục tình tình vậy nó cứ học cái trò chơi mà hí nói là những nhóm mơ lòng mà nói với mấy người mẹ gì nè nhiệt ba nhiệt lợi mà có chịu hết nhiệt ba. Thì anh chú đừng lên
Rồi anh em mình uống cà phê nè, em khát nước quá. Đây là một anh chàng từ Châu Đốc đi xuống dưới đây của chú anh chị và đang lạc đường ha. Và giờ đây thì người nhà đang chuẩn bị đến đây để rước anh nè. Sáng thì giờ thì mấy anh em mình đã đón anh ở đây rồi nè. Đi kiếm từ sáng giờ luôn á cô chú anh chị. Giờ này mới gặp được anh nè. Ca bán đồng giả đàn bà ơi. Đồng giả đàn bà ca hoài rồi, đồng đàn bà lòng giả hiểm sâu. Ngoài nói còn nói những câu ăn tình. Người đó xa con tên dài hơn nào. Còn nhớ không em tình yêu hôm nào. Nhớ cánh chim bay thẳng xa. Để lại mình tôi bao bờ tháng năm. Người đó xa. Xe kìa. Không sợ xe luôn. Trời ơi dữ vậy đó hả? Thôi giờ vô ăn cơ, vô ăn hủ tiếu nè. Thôi anh à, không gài gì đâu mà. Có ai gài gì đâu trời. Thôi mà, không gài được tôi đâu. Đang đứng cho. Bây giờ anh giờ xin của anh đây, mà mẹ anh còn ở đây không? Không, mà cái hoàn cảnh của tôi á, cái trước mắt á thì cái này cái vinh quang nè, thì cùng nhau san sẻ. Còn cái khổ của tôi hồi lúc trước á, như hồi tối đó, tôi vô quán người ta muốn uống nước rồi uống cà phê cũng không được. Tội dạ gì vậy? Bà chơi ngon, bà giống uống nước độc không? Bà giống uống một lít dầu mới ngon, mới là làm thầy được. Còn không được thì bà mất tư cách, bà không dự lực, thì không được hồi đảo quá. Mẹ mà cần gì thách thố thi đấu gì vậy? Tôi là chơi vậy đó, đủ mà luyện công dữ lắm. Luyện mà tới độ quay ma luôn mà uống được rưỡi tụ 2 lít mà. Lớn gan lớn thị nè, bán được rồi. Gốc nè, không muốn tụ nào. Siêu mời con uống, uống siêu hoạt à. Sao? Hú bó cái gì? Nói nghe toàn ngoài không nghe muốn chết à. Bây giờ can bản tiếng Anh đang tặng cho bà con mình ở đây sớm giờ đang cho mình ăn uống nè. Nói hoài nó không rồi. Nói gì người ta gian dối mình cũng vẫn đào bình thường. Mình rằng chi những người đó chú vô ờm người kia sẽ có vô vị người. Người ta nói chuyện gì thì người ta nói. Chơi cơ bản của người cho ta cho đã sắp xếp ban cờ sắp xếp quá hay người dân đây kia. Tôi nó nè nó biết rồi. Nói ra là anh tới ra đi. Tôi còn tới. Nhớ. Anh tới ra đi. Tôi còn tới. Thì hôm nay đầu sang anh bắn đi hạnh phúc đời. Rồi anh mới buồn chơi. Rồi chẳng ai xem làm áo quý. Dài lẽ quá buồn chơi. Anh mới đã buồn đường tội rồi. Anh ra anh tôi không còn chê. Anh tôi không còn chi mà nó đang không yêu vậy thì mòn. Anh cô đơn mình anh rồi lấy ai là người thương cho. Đâu giờ hơn lâu nhân, rồi nếu ai là thề của ông sống. Trên ngôi đó nằm đầy đắm đôi. Trên ngôi đó nằm đầy đắm đôi. Ơi giờ mình cũng bó tay của chú anh chị ơi, đã nỗ lực hết sức nguyên ngày nay đã hỗ trợ cho gia đình để tìm gặp anh, và tìm gặp anh được xong thì anh không có chịu về. Và giờ đây thì gia đình đang nhờ cơ quan chức năng, thì hiện tại thì em không có ghi hình bên cơ quan chức năng được ha. Thì sự việc như thế nào thì đến đây thì coi như là video này đã kết thúc cái chuyện của anh Phú đến đây. Cảm ơn quý cô chú anh chị rất là nhiều ạ.
đứng gì được mấy phút? 5 phút không? Đi về với mẹ đi. Thôi bà mệt quá, đây đưa ra thì cương bà kia ăn tát hả? Thôi bà lấy cái xàm lồ đi, lúc đồ mở đi. Dạ lấy đồ mặt nè. Không. Ơi, thì Phú đây nha. Ừ. Tôi với bà là số đất. Bà đừng có nói nghe ngày đó mà không có nhà thì ngày nay mình cũng được tiền. Còn trong tôi đã chặn đường luôn. Không về mà tôi để đó, đó. Nếu mai mốt tôi có vợ thì chỗ khác ở nhưng mà không có gần nhà bà. Tôi la làng cũng vậy rồi cũng lại tôi bảo phải im mà không. Đây nói. Là mẹ là của Phú này. 52 tuổi đó. Thôi, ê. Bà nói mà hồi tôi nắm cổ rồi tôi dở một cái tôi quăng xuống như mà tôi chơi trò chơi mà tôi giật mấy là tất lo. Quấn một binh binh vô mặt bà. Mẹ mình mà sao nói vậy? Tôi kêu biến ngay nghe let go nha. Let go. Bà muốn ăn thịt đồ, bà muốn lớn gan đó nào. Giờ mẹ bó tay đi về luôn rồi cô chú anh chị. Bà cho nhớ bà mới ăn tôi với tụ mà chơi lẻ lên sắp năm rồi. Chơi một cái gôi điện này nè. Một cái dao này giống chơi không? Năm người luôn á. Một cái tay đó. Tay đó với tôi á. Đừng mà tụi mới vương ngay thẳng vô sổ hả? Rồi. Giờ thì mình xin kết thúc tại đây cô chú anh chị ơi. Giờ Phú không có chịu về rồi, mình cũng bó tay luôn nha. Đã hỗ trợ cho gia đình hết mức rồi. Và anh Phú đến đây thì coi như clip này đã tạm dừng lại ha. Đây trên đường mình đi thì gặp một anh chàng đang đi lạc ở đây, biểu hiện rất là lạ cô chú anh chị. Và hiện tại thì giờ lo bỏ đi, lo bỏ đi. Chờ đâu. Mua bài phải không? Phải không? Ok ha. Ok. Mua bài áo thật phải không? Rồi rồi, ok. Rồi rồi, ok vậy đi. Cái cộng dây ai cho anh vậy? Em tự mở em lấy. Gì hả? Mở ở đâu? Mở ở đâu? Ở dưới cái chỗ nhà đó. À mở ở nhà người ta ha. Ở ngoài đường á có cò, có cái xe cuốc. À. Đâu anh ở với mà phe cái dây đó cho em biết anh. Dây này hả? Ừ, phe thứ anh. Mở ra coi, coi coi. Nhẹ nhẹ thôi. Nhẹ ha. Về công việc cũng không cảm nè. Đây là em làm công việc chứ không phải là như là quốc gia tự nè. Nhẹ thôi. Cộng đó cộng gì? Cộng là cộng chủ. Chủ gì nha. Hả? Kêu tên gì? Giờ để tỉnh tâm ai di động thì nhìn ai quấy ngày thì em đừng để không có gì đánh em cái ai quấy gói thì em tính theo cái cách quấy gói. Rồi mình đi mình có ba lô gì không? Lúc trước có ba lô thì có hay không là đồng. Rồi bây giờ mình đi bằng cái vỏ đó hả? Dạ cái vỏ gánh nhiều đó. Cái vỏ là vỏ gì trong đó? Kinh văn. Kinh văn hả? Một chút xíu à, khoe nghe. Ôi không quay, hôm nay quay hoài nó vô nó có chuyện lắm, không quay được. Sao vậy? Có chuyện. Phi bí mật ở đây thôi, đừng có ngoài. Có chuyện. Mỗi lần phe vô ra chỉ là cái anh nói ở đây em chịu chừng. Hồi đi trước em cái tính toán của anh á. Nên xả hơi cái này nè, giống như mà cái máy gì đó. Em nói là nhiều thôi, đồ đạc đã sắp xếp rồi, không mong anh thông cảm nhưng em không có thể đưa ra được. Em chỉ khéo khéo gì thôi cho anh nhìn con biết rồi cái này chữ Thái hay chữ gì nè. Chữ Campuchia này, chữ A này là ký hiệu chúng ta theo lực làng này, em coi cái này là mấy chân này. Đổ ngãi hay làng gì đó. Cái chuyện mà chấm hết phải là cái này nè. Rồi ăn xong rồi tôi ý đi nữa rồi, tôi mắc cỡ cái vùng này. Sao mắc cỡ? Ba hồi nhiều đó, con cua nó bò đó. Có con cua bò nữa hả? Kìa, trời ơi, thấy con cua nữa kìa. Vậy anh biết hát bài lý con cua không? Tình buồn tôi hát lý con cua vắng mưa. Không có chỉnh nắng mưa đời gian khổ ai hiểu chăng cho nồng bò quen bò sang mới quen bò sang bên quen bò sang quen rồi quên. Ôi. Rồi nhớ lại rồi
bò ngang xe chén mang nồng. Bò ngang xe chén mang nồng, tôi xót xa lòng đứng lặng mà yên. Ôi mấy họ quan quan em tiễn chàng sang sông. Ôi mấy dặm đường dài con cá nương công. Quên mẹ hồi xưa. Bỏ quá cho qua đi. Rồi làm chi nữa, hãy xóa tên anh đi. Qua dữ. Rồi được rồi mẹ ơi, đừng có chỉnh cái này. Phú, anh Phú, nghe nè. Cái cài mà cái chữ mạng nhân gì. Để đây đây ha. Cái nào ra cái đó. Anh Phú, hồi đó anh có bạn gái chưa? Có mà không có thương. Sao ạ, nguyên nhân sao không thương? Bị người ta hội nghị trước rồi. Bị người ta mà quen trước vậy ha. Mình qua cầu thủ rồi. Mình quen sau không kịp ha. Mình đến sau. Tình không lôi thoáng thế thôi. Tình mà có tiếng thương cũng không thành. Mà có ghi hừng ngờ để trái tim anh hừng ngờ ôm thương nhớ. Sâu biến xa nhau là đâu. Quắn xin được một lần đâu. Để nhường bước cho một người đến sau. Điểm của người ta đừng có không quay. Chết cậy mi. Một khi mà không đúng dữ mà nó quậy lên là nó quậy dữ. Vậy luôn hả? Đúng rồi anh, chứ đi tôi hỏi mấy anh nè. Anh quýnh bài quá không nha, cái môn gì cũng vậy chứ. Ví dụ bây giờ này là 6 lá nè. Cái tay này tôi quýnh để vô anh thiệt hoài thì anh ta cũng phải có cái đừng ăn chứ. Ông ép nó vô đường cùng rồi tao phải liều. Bây giờ mình hạ lỏng với cái đồ này là quá cuối cùng rồi đó. Còn bà đừng tôi không nói đâu nghe. Ba hồi gì ba hoàng khác nhầm không? Xong không? Xong đó. Nè. Phải đó. Phải tống nước đó. Vô đi. Vô đâu chứ? Ăn đi bố. Rồi làm chi hãy xóa tên anh đi. Có một người tên vô danh. Bây giờ là không còn tìm ai nữa. Nè, giữ là sóc táp gì nè. Đó, ngon đó. Ăn lẹ vô. Lẹ vô coi. Thôi. Là ăn mấy gói mì anh? Rồi gói thôi. Ăn gói gói. Ăn gói gói. Ăn con gói với lại xin thêm chén cơm đấy ha. Rồi dồn vô ha. Ăn cho no. Hôm qua có ăn cơm chưa? Không có, có. Có hả? Mình mua ăn hay là người ta cho? Đó, có. Không có ăn lộn nữa. Tối mình ngủ ở đâu mà Phú? Con gì cút nữa. Con thì ngủ hỏi thì nói rõ con cho ngủ. Cũng như mình ngủ ở hiên nhà ta ha. Còn bà nó không biết là có mặt áp cái thùng hết áp không bà. Áp là không ẩn nóng bà không à. Không ẩn nóng buồn chẳng. Phú, nhà em ở đâu? Nhà em ở đâu? Thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang cũng là cả thao lên thành phố. Thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang ha. Rồi mình đi phiếu bạc này bao lâu rồi? Không nhớ lắm rồi. Không nhớ luôn ha. Mấy trăm năm rồi. Cả triệu năm luôn rồi. Đó, cả triệu năm rồi. Rồi, rồi các hạ bấy lâu nay có tắm không? Các hạ thì tắm hay không? Các hạ thì tắm hay không? Mà tôi nói thế mà. Người ghét người thương, tôi luôn là tôi, chính tôi à. Quyền nhân gian mà đời ai? Cứ để lo lắng cây. Hệ thống thật tâm, giờ cao thì ao lớn thôi. Nào anh em không thích, cùng nào nào. Cá. Người ghét người thương tôi luôn là tôi, chính tôi mà. Ca một bài tiếng Anh cơ Phú. Ca rồi. Chưa. Ca rồi. Ca thêm bài. Ca thêm bài đó em nghe, anh mày mới vô chưa nghe. Đúng rồi. Bởi tự nhiên có chuyện đó. Mồ quân bì dân. Bà đây là gặp lỡ chân. Sẽ là âm đà lạ. Đó là âm đà chân. Mấy bà cũng lo đi nghe căn hô căn gì đó nghe. Có hô mình hô chuyện của mấy bà ai mà biết. Cái này là tiếng gì? Tiếng Anh hay là tiếng gì? Nó lộn sổ nha anh ơi. Lộn sổ cho nha. Nó như là nó sà bằng ha. Vì cái đống sà bằng anh biết sao nó đọc bụt như thế này. Đâu có một cái lá hay là một cái cây hay một con thụ. Rồi cát nó dụng như là cũng sàn đàng hoàng nó bán luôn. Mấy bà nội cũng pha cái này qua kia. Làm cho đã sợ. Em không làm chi, em buồn làm chi. Tại vì ngày xưa ai dối lừa thì gặp đi vui chưa. Trời ơi.
Rồi rồi sao sao các hạ không cạo râu với hớt tóc đi? Không, mình già cả này không cạo được. Các nhiều tuổi? Nhiều tuổi rồi à? Đẹp Phú. Trai bộ. Đẹp trai. Boy vậy. Bắt tôi hình boy đó anh lào với nó Android con chơi xin lời. Mình hành tẩu giang hồ thì mình phải gọn gàng chứ. Ừ. Không. Gọn gàng là kéo của họ, còn tôi là thượng cổ. Anh là hột môn phái nào? Tôi nhớ công việc tôi để hoài suốt đời muốn kiếp. Anh Phú là hột môn phái nào? Phái Nga Mi, phái Hiếu Lâm Tự, phái cái bang anh thuộc phái nào? Phái Cung Lưng. Tôi nói mấy anh đó, tôi hốt loạn sẵn hết trơn. Chứ dạ. Phái nào nữa chứ. Vậy là một phái học môn võ ha. Dạ, như mỗi môn ông là một cái sư phụ, một vị thầy khác nhau công việc. Có một ông anh kia, một ông anh nó giống vậy anh à? Ông chuyên về điện, một ông anh này chuyên về nước. Vậy là anh là em có Trương Du Kỵ rồi. Tại vì Trương Du Kỵ là môn nào cũng học được hết trơn. Cái đó em không cần cái vụ nào, mấy ông này cũng làm sao không biết. Vậy em hả? Chỉ là phụ thôi. Phụ ha. Dạ. Kép phụ hả? Phụ thôi chứ không phải là chính. Như cái này ví dụ như ông nó cái chuyện này nè. Cái này nó mất qua học lại làm sao nè. Đó, nó như vậy, cái này nó cũng có cái dòng găng nè, mà như nó mở thì cái đường bên kia chứ không phải là mở gì đường bên cái mặt trước đó. Đúng rồi. Nghiên cứu dữ ha. Rồi bên đây sao, bên đây sao? Bên đây sao? Bên này mở sao? Bên đó là mở trước mặt anh luôn. À. Ừ, bên đây. Bên đây mở cái này là mở cái đường trên nè. Rồi đúng rồi. Rồi cái này. Rồi cái này mở sao? Cái này em đang cầm nè, mở cái nào? Mở đường nào? Mở cái đường này gì nữa. Ừ. Hơi khó à, cái đó khó đó. Cái này khó quá. Khó, nó khó. Mà cái biệt tài của anh là phải có tên là Phú Đầu Cá. À. Ăn mà nhưng mà hay đầu cá thì anh là ăn hút. Rồi bây giờ bù lon rồi luôn đó. Rồi ăn đi, ăn cho hết tụi mày đi. Và tiêu che thì em không. Phú hồi đó là em làm công việc gì? Em đi phụ hồ. Đi phụ hồ ha. Đi mình đi phụ hồ được nhiêu năm rồi Phú? Mấy năm vậy đó. Mà đi nói chung em không nhớ trong quá trình tư liệu tài liệu đó, báo cáo. Đây là anh Phú ngày xưa là nghề chính là phù hồ. Sau này lên làm thợ chính. Rồi đi phiêu bạc giang hồ đây đó để anh nói khéo cho em nghe thẳng nè. Ngày xưa đi làm cu li nè. Lấm gió tràm đồ nè. Ngày xưa đi làm cu li ha. Chánh án đó mẹ đi đi. À vậy ha. Rồi một thời gian sau đó là làm an ninh dân phố đó nè mẹ. Làm cái đôi vợ ngoan số 13. Ông già làm cái thùng cho đánh cái sida đó để trong đó đó. Mình nghèo mà cũng ai cũng mượn hết trơn. Đánh chút xíu vậy nè. Còn những cái người ai kia đó không có tình nghĩa tình đời tình người. Ví dụ người ta bán buôn bán số gì á, ví dụ như cũng khéo luôn ta bà mẹ không có trực. Xin phúc. Hỏi xưa có đứng thấy đồn nói. Gà sức chai có đất đạo hay không? Là Mai Dương hỏi. Đầu ông nói nè. Ta có đất đạo không là chuyện của ta chứ không phải là chuyện của nhà mi. À. Anh có biết đọc kinh không? Em chỉ muốn một đoạn ngắn thôi. Rồi anh đọc em nghe thử coi. Nam mô Đại Bi Thượng Phật Bồ Tát. Ôi là trời. Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát Tiên Tổ Niên Nhãn Vô Ngài Đại Bi Tâm Tà La Ni. Nam mô Hắc La Hắc Na La Ya Dạ Ya. Nam mô A Lị Ya. Nam mô Bà Lô Kiết Đế Đức Bắc La Ya Bồ Đề Đắc Tỏ Bà Đa Ma Ha Đắc Tỏ Bà Đa. Cô lô bồ đề gia thức bắt la gia bồ đề đắc tạo na la cẩn trì di hề cô lô ít mong độ lô Phật xà gia đế mà đế nhân như nặng như thân nam mô tất la bà ta nam mô a di đà bà lô kiết đế thức bắt la gia bồ đề đắc tỏ bà đa ma tất la bà đa gần chân lần a sịt tân mình con gần tân lo a nhật nông dạ a lần chân quần dình bần nông sình a lạ kinh lo dinh mê anh quân chân nôn chay và anh sừng nông là anh mà là dân mê anh thần dân là a sừng tàn và a lôi gian mê anh lôi dân mặn bầu sừng dân là anh lần đầu lần anh lên dân anh ra đọc chú Đại Bi luôn á. Cái này là phải anh Phú hồi đó là đệ tử 84 của Thích Minh Tại không? Không biết có Minh Tại hay không anh, nhưng mà cái lần mày mà ngồi U Lan á. À. Có gặp ổng không? Không có gặp nhưng mà chỉ là thấy như là không nằm gì nè. Ừ. Nhưng mà có biết phải không phải thì thôi, mình là con người thường chứ mình đâu có dám đòi hỏi. Ừ. Nhưng mà cái bà kia cũng lỡ cái này nè, anh cũng thông cảm như bà. Phải nói như cái vụ mặn, cái địa tạng dương một đáp bên kè, mà cái vụ bằng cái miếng đầu hủ mà người ta không có cố ý. Ừ. Đó, nó xin lỗi, nó quỳ lại mà nó nói không mở cái mắt con người biết sao nó chạy. Mà cái lòng Bồ Tát này không là cái quả tim lúc nào cũng nằm bên trái chứ sao mà nằm bên phải. Lưng mình là quạt phổi này cũng hú gì cũng bò nổi chứ. Anh Phú mình có xài mình năng lượng không? Năng lượng nha. Năng lượng á thì mình hành tẩu giang hồ mình xài bằng năng lượng á.
em là cái con người mà tụi đặt cái này nói không có năng lượng năng bọn gì chứ. Năng lượng á, năng lượng là này nè. Tiền á. Tiền á. Ừ. Là năng lượng á, mình xài năng lượng hay là xài tiền? Tiền đúng rồi. Xài tiền ha, chứ không phải xài năng lượng á. Nói chung đi theo đường người ta coi. Một tháng là đánh lương được nhiêu tiền? Em có đánh cái gì thì ai cho cái gì ăn cái đó chứ em có biết biết xài tiền không? Em không biết trời. Biết nha. Thì cái nào trong quá trình xài tiền á, em không cần nhận. Có để dành tiền không? Có. Đâu lấy em coi rồi, còn nhiêu vậy? Còn nhiêu? Đại gia luôn ta ơi. Nữa rồi, đại gia rồi. Quá trời đại gia rồi. Ờ, có mấy chục ngàn mà đại gia gì. Quá nhiều luôn. 20.000 nè. Ừ. 22.000 nè. 24.000 nè. Dưới 5 là nhiêu? Dưới 5 là 29.000. À, dưới 6 nữa là nhiêu? 29.000, 31.000. Ừ. Quá dữ rồi. 31.000. 31. 41. 46. 46.000. 46.000. Ồ, 46.000 ha. Là trong cái số tiền này là anh xài được bao nhiêu ngày? Thì ví dụ như em nói anh trong quá trình ví dụ như ăn uống rồi hết đường anh. Bình thường là anh mua trả tiền người ta có lấy không hay người ta cho anh? Có một người cho người lấy anh. Vậy hả? Dạ chứ không mình nói của người gì người khác chứ mình không ai nói nhưng mà mình bao giờ. Nói chung là có người tốt người. Thì đó mới cái lời nói đó. Dạ. Mồ có lệ ơn, nó lên là lên, giờ lên anh là lệ ơn, lo sợ anh là. Thường ta cho nhiều ha là ta lấy tiền nhiều. Người ta cho có khi 50.000, 20.000. Rồi 100.000 cái bà đó là bán cái sợ bán nghe một 200.000 là 200.000 em xin 500.000 không cho em tức em buồn rồi. Trời ơi, người ta cho 200.000 mà xin 500.000 người ta không cho thoải rồi. Em á là con người bằng sự đặt, còn người ta chơi theo cái mặt hiệu của ta họ. Người ta có người giúp đỡ, còn em thì không giúp đỡ, nói chung mẹ nó như là kỳ đà cắn mũi, nó giặt trước ngày vật. Người ta kêu là trước ngày giặt, người ta nói trước ngày vật. Mình không mắc lỗi ai chứ bây giờ nói làm sao bây giờ. Tại bà tôi lại bà nhâm bà xâm bà sống gì hoài bà thấm xét giỏi bà tẹt anh tơ điện bà tẹt đi đồng chi luôn đó. Biết cái ông bố nó nói gì nè, đàn ông chúng ta có công rất lớn với đất nước nhiều thôi nè. Em đi xì anh ông 50 ha. Dạ cảm ơn anh. Thank you. Tấm rồi sao lớn hơn cái kia hay là nhiều hơn? Cái tấm này nó phải nhiều hơn rồi. Nhiều hơn không? Sao không nhiều được? Nó nhiều hơn mấy tấm kia không? Nhiều. Không, bây giờ anh đếm lại hết tới đó bao nhiêu tiền? Ờ, đếm lại coi. 50. Ừ. 50. Nhức đầu cái chuyện này. Trời ơi. 50 nhiêu nữa? 60. À. 70. 80. 90. Hơi khó à, mấy này hơi khó nha. 90 nha. Ừ. Ừ. Đang nghe xét. Ừ. Rồi rồi. Rồi. 90 nha. Đúng rồi. 90. Rồi. Không sanh lần hai à. Tôi sanh lần này phải có nguyệt thôi. 90. 95. À, 95 á. À. Ok. Number one, yes sir. Nó là 100, nhiều? 100, 100 nha. À, à. 100 nghìn nha. Được chưa? 100 ngàn người này kêu 100 nghìn, bây giờ có kiếm thương sao trời? 102 nghìn nha. Ừ. 104, 106. 106 ha. 106 nghìn. À. Ủa, hồi nãy có 46 ngàn. Rồi cộng thêm 50 ngàn, rồi ra 96 ngàn mới đúng rồi. Tại sao ra tới 106 ngàn? Chung vô. Thì gom chung vô. Nè bây giờ đếm lại nha. Không đúng 16, chúng 16 bọn gì chân. Ừ. Mẹ qua đó đó hẳn hẳn đàng hoàng. Chứ đúng mẹ qua thật hơi tầm mày. Ừ. Nè. Cái tiền này nó có quý là cái này nè. Có số sơ ghi không? Là cái sơ ghi này nè. Ừ. Làm lợi cái này của mấy anh ngày xưa nè. 50.000. Rồi. 60.000. Rồi. 70.000. Rồi. 80.000. Rồi. 90.000. Rồi. 95.000. Rồi. 95.000. 100.000. Rồi.
102 rồi. Rồi. 104. Rồi. 104. Rồi. 104. Rồi. Rồi. Hay quá. Đúng luôn. Ok. Number 1. Rồi anh trong cái áo anh nó là cái gì đó phụ phụ vậy? Cái này đồ công việc này không nói được, như là mình niệm chú bùa, nói là bùa lâu quan rồi đó. Chứ mình cầu cho bà con người ta làm ăn bình yên đó. Rồi rồi bỏ qua. Bỏ qua đi, cái đó bỏ qua đi. Có con người đó anh muốn dân nữa, Long Vương đó. Ở đây anh đeo huy hiệu gì vậy? Cái này á anh, cái này em cũng không gành nữa. Không, bên đây nè, áo khác kìa. Cái này á. Ừ. Cái này như là gì nè anh, ví dụ như là em để cho người ta như cái dạng cạo gió đồ á. À. Đó là cái bà chỉ bắt đồng xu có gió thôi, như mình lộng á. Còn cái này thí dụ như là móc giấy hay là làm cải chém gì đồ cũng vậy. Cái giống như mình giúp theo đường người ta mình không gài vậy. Bây giờ anh khoe cái viên ngọc trong túi rồi. Viên ngọc nào? Viên ngọc trong túi á. Viên ngọc này em có nói rồi. Chưa. Dạ anh chưa nói cho em. Chưa nói cho mấy anh em nghe. Anh nói cho mấy ai không à? Cái viên ngọc này là như là cái mây trời biển Long Cung. Ừ. Rồi bây giờ anh cho coi đi. Cho coi viên ngọc coi. Cất tiền đi, cất tiền đi. Đúng rồi, cất tiền đi rồi mình khoe cái viên ngọc coi. Còn một túi tiền kia nữa kìa. Túi tiền này là tiền chẳng không nè, chứ không phải giỡn đâu nghe. Túi vàng. Tiền hay vàng? Không có vàng bạc gì trong đây á. Bây giờ trước thì anh cho tụi em là ngắm nghía là chiêm ngưỡng cái viên ngọc của anh đi. Đó, chuyện này cái viên ngọc hơi bị dữ đó nghe. Xuất hiện một viên ngọc rồng. Ừ. Xuất hiện một viên ngọc nè. À. Đâu? Quá. Wow. À. Cái này là con vượt bằng ngũ. Ồ, cái viên ngọc này là... Đâu, cái viên ngọc đâu? Có một con hai. Ở trong đó kìa. Đó. Ôi, ôi, có con vịt vàng luôn. Hình như là lấy ngọc ra đi. Hình như là cái con vịt này ở cái thời xa xưa, hình như là năm trước công nguyên phải không? Cái này bằng ngũ anh ơi. Ngũ hả? Còn viên ngọc đâu? Cái viên ngọc đó, em biết đâu đi mất tiêu rồi. Nè. Kì vậy? Viên ngọc đâu rồi? Ai biết? Sao nãy nói là có viên ngọc. Cái viên ngọc là viên ngọc này nè. Đâu? Trời nhiều đồ quá ta. Tao lấy viên ngọc cho em coi coi. Đâu? Đâu? Chưa khoe, nãy giờ chưa khoe viên ngọc đó. Túi kìa. Đó. Dữ. Dữ dằn chưa? Dữ chưa? Đúng rồi. Cái bụi nông dịch đó mấy anh chị cũng biết, tao bà khổ ai mà muốn. Ừ. Phải không? Ông dịch nó ra thiệt. Mấy ông còn nhức đầu. Rồi cho coi đi. Trời ơi dữ kìa. Ngọc bự vậy. Long châu. Lấy cái luôn coi. Trời ơi. Có lấy từ thủy cung lên á anh. Ừ. Thủy cung á. Này người ta ban tặng ông này như là cũng thường mấy anh là như là lọt đây nè. Cái đằng đó là lý. Cái dạ gầm cầu đó là cái kia còn nguyên ngày xưa. Tại bà kia đừng có la làng, nó còn lại má. Cũng thua mấy má thì chị thua nó mấy má cái đống người ốc mé con á. Chứ tôi mới nói mấy ông phải không? Đấu tranh của thành phố chấn áp tội phạm đó phải không? Mấy ông mà đứng cướp mà ông làm đàng hoàng thì ai mà không nể không? Ừ. Ông làm bậy thế dụ giờ nè, em nói anh Hiền là thằng anh lớn anh đại ca đi trước em nè. Cái cộng dây này nè, thấy không? Là dây gần là tốt 100% á. Anh nói hàng của anh là em ok, em chấp nhận. Em không có nói gì hết. Nhưng mà chơi đụng những cái cộng dây xích của em anh dám chơi không? Không lẽ anh em mà chút xíu nhỏ đó mà chơi với tao sao? Thôi bây giờ mình bỏ qua chuyện đó đi, mình giờ phe viên ngọc nè. Chỉ coi viên ngọc này đúng không? Ờ đúng rồi, giờ phe viên ngọc coi. Giờ là anh Phú sẽ giới thiệu về viên ngọc quý nha. Viên ngọc rồng. Viên ngọc rồng. Ừ, 7 viên ngọc rồng đó, một trong 7 viên ngọc rồng đó. Có ông bố này đó, là ông cha không? Ừ. Mấy cái kia cái hình nó nhiều lắm. Trời ơi. Ơi. Nặng không anh Phú? Thường là cho mấy anh mượn đâu mà thử rồi chỉ là chạm xem rồi. Ơi nặng dữ hả? Cái viên này đó thôi chậm không nổi gì đó. Cái này là một trong 7 viên ngọc rồng nha. À. Giờ cái viên này nè, là một trong đều ngủ hả? À. Cái này cái viên chơi bóng bàn phải không? Chơi bóng bàn đồ nè. Không, viên ngọc của người ta bóng bàn gì bán. Tự nhiên đi nè. Không nói mậy rồi, viên ngọc người ta bóng bàn gì. Viên ngọc của anh mà đâu phải. Là 7 viên Long Châu nè, 7 viên ngọc rồng. Nắng là gì nè. Đó. Hồi nhỏ chưa thấy gì nè. À. Mấy bà tôi sợ anh ơi anh. Mấy em sắp chết rồi mau lên cứu em bây giờ hại anh vậy đó. Mấy đàn bà là những niềm đau mà làm tim nhỏ máu mà ôi lòng dạ đàn bà. Mấy ông Minh Quân cũng sợ gì mà con cua được con cua cái đó. À vậy là. Anh sẽ hại coi lòng dạ đàn bà coi. Cho một câu coi. Mà lòng dạ hiểm sâu ngoài ra toàn nói những câu ân tình. Quá hay. Chiếm nguyên ăn trái nhãn lòng
lía đía quen chậu lờ vợ chồng quen hỡi. Mà đôi ta có tội tình gì, người ơi sao nỡ bỏ đi cho đành, bỏ đi đâu chuyện của mấy bà. Con xin ngày xuân đi qua xin phép gia đình mẹ cha, cho phép em về làm dâu. Nàng ơi nàng ơi, anh cưới nàng chuyện tình trăm năm, yêu đậm sâu yêu đậm nhiều. Rồi cái tác dụng của cái viên ngọc này là nó có tác dụng gì? Em muốn cái sự bình yên. Là nó tạo cho sự bình yên ha. Là nắm tay đâu về mình trời bình yên. Mỗi khi thì về em mà hát bình đồng sâu. Mình sống xa xôi nơi đất khắp mùa. Đừng chiều em hát cho quay đi nói buồn. Nói buồn của em, người lưu khách xa xôi. Và thời gian dần trôi, em lớn lên cùng dòng sông. Ánh mắt bờ môi, rằng người ấm áp mùa đông. Dòng sông ngày ấy cũng chảy lòng khiêu thân nhớ. Yên mắt của em vẫn dừng lại đầu dòng lại sầu. Tình yêu đen em không mong đời gì, tình yêu đi em không hề hối tiếc. Ngày xa xưa em hát với dòng sông, và giờ đây em hát với dòng đời. Dù dòng đời không em ai như dòng sông. Quá hay. Nè, bó tên mà quân li ôn nè, cái là cái này nè. Cái đó là cái gì nữa? Găng tay. Ông ngoại anh cái này nè. Cái này là áo giáp phải không? Ông ngoại áo giáp, anh có tặng em được cái bao tay không? Cái này là cái áo giáp mà. Không phải là áo giáp. Mình nói chuyện đâu đó gõ gàng. Mình lớn rồi. Cái này là cái găng tay, cái bao tay. Vậy mà không biết là nói rồi. Cái này là cái gì? Cái này là cái gì? Cái này cái dây zip của em đeo. Cái dây xích này nó có tác dụng gì? Như là bảo vệ ấy gì đó. Anh biết sao ngày đó nó mất dạy, nó gài ông phụ em vô cái chỗ ải đó nè. Mà cô chú mấy người kia cho tiền mà nó biết cách tao quán giải cái gương ngục với nhau. Còn người ta, người mấy người kia là chấm dài cho bằng ham muốn. Có nghĩa là ngày xưa là sư phụ của anh là bị xích long là hãm hại ha. Là bây giờ anh là hại được xích long rồi, bây giờ anh lấy cái dòng bị xích đúng không? Gặp sư tử rồi nè. Sư tử nè. Anh để coi coi, không tin là con gấu đó mấy đâu mà con sư phụ kia quýnh con gấu này. Trời ơi, sợ luôn. Bích ghê đó. Còn cái này là cái gì? Cái này là cái dòng nước anh. Cái dòng nước nha. Cái dòng như là điều khiển nước mà người ta có chỉnh nước hoài. Quay cái đồng hồ nước cái nhà với giờ thời gian rồi. Nhà kính quá trời ngủ bối rồi. Với kiên chỉ, nhiên chỉ, thân chỉ, ngũ chỉ, thập nhiên chỉ. Đây là... Mười là kêu sao anh? Lục mạch thằng kiếm. Mười là kêu lục mạch thằng kiếm. Lục mạch thằng kiếm ha. Anh ơi, chị chủ quán kêu anh biểu diễn cắt lưỡi hả? Gãy trường kỳ ở đây luôn nè. Thôi, biểu diễn một hơi là mất vui nhà người ta. Biểu diễn đã của ổng hả? Ừ, chủ quán kêu luôn mà. Vậy là anh, thôi. Là anh có biết được đã cổ quán pháp luôn. Đẹp, đời ai cũng nghe ai à. Bởi Lý Hải mới cầu quán cái gì mà lỗi lầm nè. Rồi em đã xin thấy chính lo chuyện. Là nền môn môn lỗi môn lý tinh. Dần là nền dính mà mọi chuyện dần dần. Lên là sợ luôn anh rồi thiên âm nên là ấn gia rồi là lần nơi giờ là ai sanh lê dân vân thứ là sai mà giờ sanh an lo lận mà sai ấn là lo dần. Hay là bà trắng tình đời nữa sẽ quá trời những bài hát rồi. Bài chánh tình đời không? Là anh thuộc được bao nhiêu bài hát? Thì em nói chung em biết cái gì thì em hát, còn không biết thì em không hát. Vậy thôi, bài này... Nãy giờ là ca cũng hơn chục bài đó. Dạ. Thì chú biết ở dưới có cái cầu gạo đó. Anh biết chỗ đó, có ông sư phụ cũng mù vậy nè. Đó là Sơn Lâm Lâm Hùng vậy. Ông có nhánh lần gần. Màu lên lần cun gió lá lần ôn. Mà hà xin ôn. Lẹ a sân lân rừng ra sao lẹ ơ ăn xa dần dạ ăn sân lùn rừng lên sân lại lân sân lân lân rừng lân lân sân lân 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 giờ ta là em la lê sân là lăn giờ lăn thành lăn giờ lê sân lăn la ớt la có anh hát tiếng gì vậy? Hoa tiếng hoa ha. Anh biết tiếng hoa luôn hả? Rồi, Phú là biết đủ thứ tiếng luôn á. Tiếng Hàn Quốc biết không? Tiếng Hàn nó hơi trùng trùng nhau khó hát quá anh. Vậy hả? Tiếng Thái mình biết không?
để xe là ta là hạ lấy kim lo dành là dân lẻ là dân. Đây là sếp coi cùng phỏng vấn này là cái này làm quay là vậy là cũng ok quá không? Ừ. Buổi gặp gỡ bữa hôm nay cũng chưa ok lắm đó. Buổi gặp gỡ hôm nay thì là trời chưa ok nè, một ông pháo đài nè, hai ông truyền hình nè, kết nói nè gì mà chưa ok đó, con không biết làm sao mà con ok luôn, mấy ông này là mấy ông sếp đi đầu không? Chứ chưa, không phải là vừa đâu. Chưa ok lắm, bây giờ hát một bài tiếng mà Khmer đi. Biết không, anh biết không? Khmer. Ờ, tiếng Khmer. Nếu anh hát được bài đó là mới ok đó. Sa la le sat chan la sa la san ma la nan sa lan sat an lon yon yo sa lan sat yon lan an sa la dun lan 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 yan yan lai san lan la lan lon sa yan li lan la ya la lan san la la lan la le lan la lan nan. Về lại thăm thăm người bạn thơ mẹ nghe hát ngầu ơi đi múa lắm đó sắp sửa ai bọn ơ na bọn ơ na bọn ơi vai chân ti cái ly mâm cầu chia nhau ly gú mình chia nhau ly ly rượu để ta uống say vui đêm nay không có ly lên đầu nghe ly lên đầu đi chỗ khác à. Này nhiêu 20.000. Ồ, chính xác rồi nha. Ừ. Bài hát đó là tặng đó. Hôm nay là tại hạ vinh dự được gặp các hạ. Được biết hiểu hơn về các những cái bảo bối, những bảo bối của các hạ. Ví dụ như là có sức lân thuộc hạ nhưng mà các hạ đây không dám là gì hả? Các hạ là đang biên phòng công. Rồi anh cũng là hôm nay cũng là cảm ơn em. Hồi nãy cái bài đó mình dịch lại tiếng Việt là lành như thế nào? Về lại quê hương tôi sống trắng đã ba đời, đã bao đời dầm mưa dày nắng đòi lấy chén cơm đom ngon như cho mẹ mắt ngọn đời con. Sông quê tôi đó về băng à, miền Tây trái ngọn, miền Tây trái ngọn phù sa. Như về về thăm người bạn kinh qua, như về nhớ nhớ thương người nhà. Rồi thôi hay quá, vỗ tay. Rồi chào các hạ nha. Chào coi, chào. Rồi, chào các hạ. Chào coi, chào. Rồi. Rồi. Rồi chào Phú nha. Chào anh. Ừ. Đây là một mẹ đó mày hát con cua nữa đi. Chào nhớ quá này không? Vinh vinh la cho nó lần nó lên vinh lần nó lên lên nó lên vinh lần nó lên nó lá sa dần lá 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 anh hả? Còn cô nó gãy nó lúc nó tôn ta cái chị không lâu mấy đi chợ quen không mấy không ra đấy. Tiếng đó là tiếng gì anh? Em nói như là mấy ông này là như là vị sư tổ thầy không phải là vừa đâu. Là làng 200 rồi đó nhưng mà ông phải làm đàng hoàng công việc con không giống hai đời hai người nữa. Ngày xưa anh nói anh yêu chỉ có thằng tiểu đệ này thôi, không ai ngoài em nữa cho tim hòa ý đời. Ngày xưa em nói em như anh mây trôi theo anh về cuối trời, muôn kiếm xây đời một vùng liều qua biên tới, một vùng liều qua biên suối sống cho nhau mà thôi. Nhưng lúc ta gần nhau và khi có đôi rồi mùa đông băng giá em không lành nhu tới nghe núi dặn dào nhớ cao gừng núi ơi dặn dào chim rau tung cánh bay cao chào mùa xuân ơi nước non thanh bình. Lòng tôi buồn đau một tình yêu buồn mà em trao cho tôi bấy lâu nay, hãy cho tôi đền một lần thôi, đền nhìn em lần thôi. Nói với em anh yêu bằng cả trái tim này, thì hôm nay I know for you. Nhớ khi xưa anh không bằng tâm vì lời nói. Nói với em anh yêu bằng cả trái tim. Con nhảy đâu rồi?
Tối phụ dạ. Tối phụ ngủ đâu? Luyện công luôn. Luyện công hả? À đang luyện công ha. Phút rồi luyện công mới được nổ quả nhập ma đó. Không, tổ em chứ không ma nhập ai luôn. Dạ. Tâm tay cho định. Thường ha. Tốt thì cái gì nó cũng cho mình kịp điều khiển mình. Không á, thường nó không luyện công được. Không, em luyện tất cả thứ môn cho môn chứ. Là môn gì là của em nhiều nhất? Ừ, ổn sẽ luôn cái gì không có cho mình cái này em đừng luôn. Là em điện đủ môn nha. Rồi đủ môn chứ. Còn tùy rồi rất tốt được. Nhưng mà cổ xưa nó hiện còn hắn sợ. Chẳng vừa nó nghĩ rồi. Em còn một bài hát nữa không? Đâu thể hiện một vài bài hát nữa coi. Qua lớn nhỏ. Qua lớn nhỏ rồi, hát bài qua lớn nhỏ rồi của Trái Linh. Qua lớn nhỏ, qua lớn nhỏ. Lấy cái thuốc ra. Em buồn là vừa rồi anh biết làm sao đây để em mong xuống ca mày em buồn lắm em cứ hồi lòng tại sao những lúc gần nhau thì anh nói trên đường dài và chỉ cần hai đứa mình yêu nhau có em bên anh sẽ đèn tình mãi sau xin em hiểu dùng đời anh lên đêm chứ không chẳng nói trôi theo người ta anh đâu có gì ngoài hai bàn tay trắng mình đi buồn cho em cứ hồi lòng và sao những lúc gần nhau thì anh nói chuyện đường dài và chỉ cần hai đứa mình yêu nhau có em bên anh sẽ đẹp tình ngoài sao khiến em hình dùng đời anh lên đêm kiếp mong trần nổi trôi theo người ta anh đâu có gì ngoài hai bàn tay trắng mình đi buồn cho em. Còn bài gì nữa không? Làm thương lại nữa coi. Đưa cái gì đến mà người đi. Rồi hát rồi. Là hát cái bài gì nè. Hát bài cổ thôi. Có được bài cổ nào không? Anh gian dở trong cuộc chơi em không xây trên bàn hoàng thôi em không làm chi nữa đồ dùng thư đang ba gái như đốn quê trái tao xin chúc mấy ngày mai qua gấm ngông ngà luôn quay quanh mấy ca cùng đời chuyện tao kiếm vui giờ nha em đời tao không yêu cô đơn trong tình nhắn đời tao cô đơn nên yêu ai cũng cô đơn đời tao cô đơn nên yêu ai cũng không thành trời cho tao cô đơn bao nhiêu lần nữa đây tao không hề trách đời hay dần hờn mau đổi thay hay quá ta sáng chế luôn hả sáng chế là mới sáng chế luôn cái này bây giờ những con lớn người già cả lớn tuổi mà chơi cái tập này thì anh Phú nhiêu tuổi rồi giờ không nhớ chắc cũng cả vạn nhiêu tuổi anh đã có một nửa 100 tuổi rồi chơi trời ơi dữ ra chứ anh tính đi cái tóc mà để nó dài vậy mà đâu em coi tóc rồi trời ơi tóc bạc luôn nè là nó trên 100 tuổi luôn ha dạ là em của ngày hôm qua Rồi, này, vô em luôn. Em ơi nào, em chia lìa. Live li you, I love you. Sa da ga sa la 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 you. La a sa la u la 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 you. To be, I love you. Da lim la yip la you, la la im la la you. La you, la la you. Sa yip you, la la anh you. Là là anh là anh mà ô ô lê du là anh là lê du ô ô à là lê du à là lê du mày lo đi tắt kìa rồi bữa nay hành trình mình đi đâu nè đi về đâu hành trình về chốn cũ đó là anh đi cái đường này mày chốn cũ ha hồi trước giờ có vợ con gì không không có mà để ý quá nè không có hả rồi đi bộ bao năm rồi không nhớ luôn mà đi là có mấy bộ đồ đó là mặc hoài luôn đó hả mặc hoài như là mấy đồ ở đường hay trời rồi có tắm không đi tắm thì không vui ha anh Phú vui ha đâu đeo sao chuỗi nhiều như lắm phải không dạ cái này đồ không nhiều sao chuỗi ở trong kìa để ai gì đâu đâu anh dở lên cho em coi được mấy cái sao chuỗi hả
quá trời nhiều quá. Sâu trong này ha. Ừ. Hầu lý giờ em nói cho anh nghe luôn. Cái này là một sâu. À. À một sâu ha. Ừ. Rồi em đâu bạn biết. Ồ, có gì đâu ra. Đeo ông nặng khổ sao? À. Đeo về thấy vui hay gì hả? Vui mà ngày sau em thích đem mai đem cái gì xích nè. Lính phòng ma hát là biển trời. Là giữ tất cả gừng làng, chán gỗ, chuyện khổ đồ. Lo sao lo đi, Nam Hải Long Cung, Nam Hải là Công Lan là bộ thì Lan Hình Bộ đấy, là sẽ giúp. Không có gì chứ, chỉ có hai cái cây đó, nó nhiều. À, mà chuyện khổ của anh là hai cái cây này á. Dạ, bây giờ cho cái vỏ sách này. Nó rất là như là kinh văn rồi, có ông Trương Phi nó không cho cái mệnh đó. Cho cái mệnh, ông gì cho? Trương Phi. Trương Phi hả? Ủa Trương Phi bây giờ còn hả? Còn. Cái tượng của cái ông đó là gì nè? Ông cái cầm nhẹ nhẹ nhờ cái cây đó này. Cái ta ăn cái gì nè. Nó đời dẫn trời của đó bước lên cái bài, ông tính quay ông nảnh lọc. Nảnh nhỏ có. Không có nảnh chứ. Ví dụ như không phải là nhà trai gái anh như nảnh kéo kéo gì nè. Kéo kéo ngoại giao, ví dụ như là gặp gỡ anh lần đầu tiên vậy đó. Em xin đa tạ bữa gặp gỡ hôm nay đã biết thương em trai. Nhỏ xíu đường dài, mai đây không còn đặng ngồi trên vai chẳng nhặt không đến đường. Em ra đi, đi từ Nam về Bắc, ghé lại xong hương ngâm người thương trong bốc vườn. Ai cho em tình yêu, ai cho em tình yêu để làm nên nụ cười. Em xin răng vòng tay mờ rộng, nàng ơi nàng xin đừng e ấp. Làm chi nghẹn ngào, lòng cô đơn, quang vắng trong lòng. Ta có về gì ra nơi cuối chơi, nhà quanh mà nhiều cây đắng nhu hồn đi qua. 23 23 luôn, à, đây hát cả số luôn. Dạ con số, con số 4 mình kêu sao? Mình hát sao? Kêu số 4. Số 4 hát sao? Gà số 4 nè. Một trái tim khô, một trái tim mùa đông. Trái tim ta nhiều lần chạy trốn tình yêu. Em chôn cuộc đời em, quấn mãi là người đến sau 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 26 chia ra đi rồi không có chuyện gì nữa. Sao nhau mình sao? Em ơi có em nào là cái được sống bên nhau, xa nhau nhưng trong lòng anh nhớ gì nữa. Xa nhau nhưng lòng anh nhớ gì nữa. Em hoài. Thủ bài từ để em giữ hơi nha. Rồi giữ hơi luôn. Giữ hơi chứ anh cũng thông cảm giùm nghe chứ cái máy hơi anh chạy hoài nó cũng hơi cái lượng calo của mình á yếu đi từ từ. Cái thì lực bơm hơi cái hơi bơm rồi đó. Cảm thì giữ dài chứ. Cảm thì vậy. Rồi chút xíu nữa bây giờ là anh lấy hơi đi. Anh sẽ tặng cho cái ca khúc nó là nói về người cha người mẹ ăn đi anh. Đặc biệt anh Phú anh rất thích ăn mì nha cả nhà. Cái bữa ăn của anh nó rất là ngon nha. Hồi nãy anh em cũng có chua cơm nhưng mà anh nói là làm việc anh nói là chỉ ăn mì đi cơm thì anh chỉ bỏ dặm vô thì ăn thôi. Cái lúc này khỏi tôi cũng chuyển băng nữa. Sáng giờ ăn mấy cử rồi anh? Dạ cũng nhờ cái ông chốt ra bố lấy cho mình. Không cho bánh đường kia ăn dạ, cho bánh ha. Cho câu rồi. Dạ, bánh với cao câu ha. Cái ông câu miếng dài kia kìa. Dạ. Ông mua đó này đâu, cũng con được chính đó phòng trừ rồi. Trời ơi, được không? Được nhá nhá kìa. Không có điện thoại ông đưa coi. Đẹp quá. Đâu không? Không mà, ông buông cái bàn tay ra coi. Cái nào, cái này hả? Trời. Sao trời? Trời, đam mê kìa đó. Đam mê không? Cái hình á. Cái hình đẹp hả? Dạ. Rồi. Nhìn hai người phụ nữ này đẹp. Không, cái gì? Sĩ quan một đồng vàng. Đọc ra luôn ha. Sĩ quan một đồng vàng đi. Giấy một đồng vàng. Sĩ một đồng vàng. Biết không? Biết tấm này không? Bao nhiêu năm rồi? Chưa, cái này không biết. Này là tiền cổ. Ngày xưa, giấy một đồng vàng.
mười bốn á, nếu mà bán trăm cái gọn gọn nhỏ hơn đó, mini gọn 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 hơn cái đó nè. Bả thì hơi tăng biên chế chút xíu, ngoài ổng hơi tăng biên chế chút xíu, ổng bả thì nhìn đời nào mới nhậu nghĩ nó gì. Em lớn như đại dương rồi đắng sáng soi đường anh về, đại dương trong bờ đại lương, đại dương thanh bao la ấy. Anh ăn cái đó là làm mì hay cơm? Mì với cơm. Mì với cơm luôn. Sáng giờ mấy cử rồi? Ăn thứ hai. Thứ hai ha. Rồi tối nay dự định đi tới đâu à? Tới Vĩnh Long luôn không? Đi ra ngoài thì không có mì. ngủ bờ có bị mũi không? Mũi nhiều không? Có khi cũng mũi là cũng không chịu. Có chịu ha. Rồi anh báo cáo mình cấp trên phần nữa nó có em tính không? Cái thằng tàu Thảo Lan nó chạy mà những cái thằng nhiều thùng cũng đi nơi tàu sắt tàu biển nữa. Mình nên bộ hành ta băng bức tức đó nha. Mình nên bộ hành là lần tổ hay gần mấy ông đó ta băng bức tức. Anh nói gọn coi như ví dụ giờ mà anh nghèo khổ là cái tình người nè, ví dụ giờ anh Thảo Lan chạy anh cặp mé đó anh cũng phải nhờ giả tao đúng không? Giống như là một cái cây vậy, anh ơi tôi lỡ vô nhờ anh như là chỉ có một cái nhờ thôi, mình không phải giao quá rồi. Nó ra băng đồn. Xuất hiện một người thanh niên lạ mặt đi lang thang giống như Sư Minh Tệ từ nơi này đến nơi nọ, và đặc biệt thì anh biết rất là nhiều loại tiếng khác nhau, và anh đang biểu diễn ở những cái tiếng mà anh đang biết ở tại nơi đây. Và thông qua video này, cô chú biết anh ở đâu thì hãy nhắn người thân đến đây để mà tìm kiếm anh nhé. Quá hay luôn. Mà em nghe em hốt cốt em nói trước nghe, cái bao tay con tay không kỹ lưỡng chứ nghe. Em nghe em làm là em bò làm bằng tiếng Anh không à. Cái gì em không hiểu cái thật thì anh có nói về à, em hỏi từ anh báo cáo em sẽ báo cáo công việc về anh. Thí dụ như vậy, thí dụ mà hợp nhau cho công việc. Lúc trước là làm công việc gì? Phụ hồ này. Phụ hồ ha. Dạ, chỉ đi móc bọc. Móc bọc. Nè anh cho em hỏi phải đúng không, cái lực của người ta vậy nè. Đưa lên là gì nè, nói bấm không? Cái đó là cái gì? Cái kiểu như mà quân sự đó. Còn như ta hạ xuống vậy nè, là con voi. Đúng không, quân sự đó, ngày xưa. Còn như mà cái dùng mà máy bay gì đó, cái ông phi công vậy đó nghe, phải canh cho chuẩn nghe. Cái đường bay nó là dễ đâu. Em thì bằng xe đặt không hỗ trợ người ta làm cái viên này nè. Viên chuỗi hay gì? Hôm qua cái này như viên ngọc vậy. Tao cho coi thử rồi. Không biết có người mà tên Thái không buộc quá không? Ba anh em mà ba tên Thái không buộc. Thấy không? Mà bước thấy không? Phải coi cái viên nó mới được ha. Hả? Phải coi cái viên nó mới được phải không? Tại sao? Cái viên này nè, cái viên mà em đang vuốt nè. Vuốt vuốt ha, là viên gì? Mà anh muốn coi anh cho em cho xem. Rồi cho coi thử đây. Viên gì á? Mà xem cái này lộ bài lộ công việc cũng là đồ đạc vậy. Trời ơi, quần khá gì từ lưa cho nghe. Chuyện gì bự vậy? Trời ơi, bự vậy?
Trời ơi, dấu ngọc luôn ha. Ôi, 3-4 lớp luôn. Nó trong túi rồi. Để cái hơi nó ra, nó ghê. Dữ dằn ta. Để xin hai ngọc quý hay gì á. Dấu dữ hả? Đừng bay là ok. Trời ơi, phong bọc luôn. Cái này nè. Cái này cái dây này, anh tự làm nè. Cho em mượn nè. Cái máy em gãy tặng em. Ờ, cái dây gì vậy? Cái dây bỏ ấy mà nó dơ, nó hôi thúi vậy, tự em làm ra đó. Ờ, cái mẫu của tấm câu của mình làm cổ điển ngày xưa rồi. Đẹp ha. Dạ, cái này em có cái dây, anh biết cách làm thế. Em gỡ. Để đi, bây giờ Duy Ngọc hay gì mà giấu kín vậy? Trời ơi, bồ luôn. À, chị nó mua mà Luca là cái này nè. Các bạn ăn ngày đó còn. Nhiều. Chiếc nhẫn nó buồn lắm anh này. Mất chiếc nhẫn rồi. Dạ, chiếc nhẫn mình có 4 cái thằng. Ôi, nhiều vũ khí dữ ta. Có vũ khí này hiện đại không? Cũng nhiều đó. Ôi, Duy Ngọc có gì mồi xanh xanh này hả? Cái này anh cho coi cái kéo gì được á. Ôi ôi. Đọc dữ ta. Để anh gì à. Giờ ăn mì không? Nhờ chủ quán chuẩn mì cho ăn. Rồi chuẩn mì ra, từng mì đó là em cho em ăn. Còn đó? Bánh mì không ăn. Còn có mì đó. Để chúng có mì đó ha. Còn mì nè. Mì đó là mì hào háo đó. Rồi gói này với kêu bá đi gao để cộng vô dùm mì đó nè. Chúng như không có mì á. Có cái gao cái gì vậy? Gao hành nó thiện bóng chó vậy ăn chó. Chúng như không có mì á. Hôm qua nó mẹ đi ăn cơm dưa leo đó, với củ hủ đung đỉnh. Có gao vậy? Cơm dưa leo củ hủ đung đỉnh. Đung đỉnh làm cái gì mà ngọt ngọt, thêm cái tương với bà nội làm tôi không hiểu luôn. Rồi một bé tôi chết liền, học bá cũng khổng lồ. Ăn với trái đung đỉnh hả? Không phải anh, cái củ hủ đung đỉnh. Củ hủ đung đỉnh? Dạ, nó nghe đó. Rồi ăn đốt. Rồi cái đó giống bùa vậy hả? Lô bang. Bùa lô bang. Anh biết xài không? Không, cái này em lụm đó. Lụm ha? Dạ. Nó trước sau nó như nhau mà cái gì nè. À. Đó, cái đó em, cái này em gửi, nó còn cái nào của em chịu lại. Gửi ha? Dạ, em gửi cho anh luôn. Cái này là làm ăn được hay sao? Thì làm ăn được, nhưng mà em không được bằng sữa thang. À. Ví dụ ta nói tính cướp mà bây giờ thấy như muốn ăn thịt con, nó có suy nghĩ lên đó. Anh suy nghĩ đi mà không ăn độc đó, bà mẹ nó ăn con nó quá coi nha. Con nó mà không nghe nó xử hoài đó. Ồ, dữ dằn vậy đó hả? Dạ. Con cá sấu chú bà hôm qua đó mà em nháy con mắt máy ra. Lấy cái gì nhẹ tiền bà. Anh biết không, ngày xưa mà cái thằng đi ăn đậu con nó ăn gặp không nó hôi bị lại. Cái xe gì mà không cao gì mà anh đào một giò. Coi là lặng quá. Chỗ nó sợ quá. Cũng nhờ quanh quá thông tin này vô cái đất đi anh ta. Quấn trong quấn qua thì còn quấn quên rồi. Giờ muốn về nhà không? Mấy anh em hỗ trợ chứ về nhà. Không. Đi vậy ha, đi lên, đi đây đi đó chơi vậy ha. Dạ, em anh cho em đời ngày đây mai đó thì được. À. Đời như là bấy đường đạo mộ có yên thường. Không nên đi đến nhưng mà đấy đau khổ cho cả mọi người. Bây giờ họ cho xe du lịch lại đón anh đi đưa về nhà nè, đi không? Thôi nè, đi du lịch mà đi Honda thì không tình nghĩa người đi du lịch. Không chịu ha. Giờ là ý định là không muốn về nhà. Không muốn về nhà, nó đi với anh Chuông vô vô ngoạn. Nó vô anh có giúp em được cái chỗ nào giúp em xin đa tạng bước gặp nhau hôm nay. Chứ còn hơn là đi về nhà, chứ mà khi ngày nào còn nghèo khổ cơ hàng thì không nhận nhìn. Đến chừng mà khi, tới chừng mà có công danh sự nghiệp rồi thì nhận. Giống như cái bài gì mà lá vàng quỷ sao không tên đưa người về xứ là mong rằng đừng lãng quên xa em ta mãi gọi tên, xa em ta mãi gọi tên. Ờ, đánh nhiều cái gì vậy? Cái đó cái gì vậy? Cái lưới anh. Lưới bắt ma hay gì?
Ồ, dưới thằng á. Em mặc đường lưới nhưng mà các bạn thôi thì bảo cho rồi. Em chỉ cho anh là công việc thôi, em cũng một cờ bạc gì mà ghét này đó, nhưng mà trước đó đen. Ôi, tiền dữ thằng rồi. Tiền này cũng đã xài đó nữa. Rồi bài làm gì? Bài này bài tổ nghề. Tổ nghề? Yeah. Biết bói không? Biết bói không? Không, anh chơi bộ bài mới anh cái này xin bộ bài mới nha. Dạ. Yeah. Bài bói không? Đem bộ bài mới cho bói. Bói luôn, bói luôn ha. Ôi ôi. Chứ mỗi lần anh nói chuyện gì cũng không được. Ngon anh thông cảm nghe, anh thấy cái này trời ơi là trời. Mà em thương anh 200 ngàn thôi. Đúng rồi. Ở thì đội anh tình nóng lắm, nghe mà anh làm vui vui chắc kẹo lắm. Mà gặp ông thì không gì, không gì chứ. Anh hai anh nghe các bạn của anh. Mà nó cái vô đồng dương đồng miễn, vô con lịch chó rồi. Nó mua, anh biết không, mua cái mực xà bà tù nó 80 ngàn. Bóm như leo mình cũng nhận thấy mình coi bói vô đó. Là mua cho anh bộ bài là anh có bối luôn ha. Dạ. Rồi. Thôi. Để nói mấy anh em này kia đâu đó cứ có một ông anh ghé mua cho anh bộ bài. Ngủ đi. Cái này nhất sĩ tướng hay sao em không biết cái chuột cái này nè. Rồi, mua cái bài này nha, cái này là đi đâu. Ông tổ hay mẹ gì nè. Bộ bài mới thì sẽ linh hơn ha. Dạ. Xuất hiện một người thanh niên lạ mặt đi lang thang giống như sư Minh Tệ từ nơi này đến nơi nọ. Và đặc biệt thì anh biết rất là nhiều loại tiếng khác nhau và anh đang biểu diễn ở những cái tiếng mà anh đang biết ở tại nơi đây. Và thông qua video này, cô chú biết anh ở đâu thì hãy nhắn người thân đến đây để mà tìm kiếm anh nhé. Quá hay luôn. Mà em nghe em hốt cốt em nói trước nghe cái bao tay găng tay hốt kỹ lưỡng chứ nghe em nghe em lần này em bò bằng kỹ thuật không à. Cái gì em không hiểu kỹ thuật thì anh có nói về em hỏi cho anh báo cáo em sẽ báo cáo công việc về anh, thí dụ như vậy, thí dụ mà hợp nhau cho công việc. Lúc trước là làm công việc gì? Phụ hồ nè. Phụ hồ ha. Dạ, như đi móc bọc. Móc bọc nè, anh cho em hỏi phải đúng không, cái lực của người ta gì nè, đưa lên là gì nè, nói bắn không. Cái đó là cái gì? Kiểu như mà quân sự rồi. Còn như là hạ xuống như nè, là con cho anh. Đúng không? Quân sự rồi, ngày xưa. Còn như mà cái dùng mà máy bay gì đó, cái ông trông như nó nghe, có canh cho chữ nghe, cái đường bay nó là dễ đâu. Em thì bằng xe đặt không hỗ trợ người ta làm cái viên này nè. Viên chuỗi hay gì? Quả cái này viên như viên ngọc vậy. Cho coi thử lại. Anh biết cái người tên Thái không buộc quá. Có anh em mà có cái tên Thái không buộc. Thấy không? Mà bước đấy không? Phải coi cái quyền nó mới được ha. Hả? Phải coi cái quyền nó mới được phải không? Tại sao? Cái quyền này nè. Cái quyền mà em đang vuốt nè. Vuốt ha, là duyên gì? Anh muốn coi, anh cho em cho xem. Rồi cho coi thử đây. Duyên gì á? Mà xem cái này lộ bài lộ công việc cũng là đồ đạc vậy. Trời ơi, quần khá gì từ lưa cho nghe. Chuyện gì bự vậy? Trời ơi, bự vậy? Trời ơi, dấu ngọc luôn ha. Trời ơi, 3-4 lớp luôn. Lớp trong túi rồi. Cái hơi nó ra nó kìa. Kiểu dần ta. Xin lên. Ngọc quý hay gì á, giấu dữ hả? Cái đường bay là ok. Trời ơi, bóng bọc luôn. Cái này nè. Cái gì này, cái gì nè, tự làm. Thôi mượn nè.
cái máy em gãy tay. Ờ cái dây gì vậy? Cái dây bỏ ấy mà nó dơ, nó coi thúi vậy, tự em làm ra. Ờ nó cái mẫu của tấm câu của mình làm cổ điển này xưa rồi. Đẹp ha. Dạ chứ không vậy, có cái dây anh biết cách làm đây. Em gửi. Để đi, để đi. Giờ Duy Ngọc hay gì giờ mà giấu kín vậy? Duy Ngọc thì không biết cái này thì thôi. Thôi bồ luôn. À, chị nó mua ra là cái này nè. Các bạn ăn nghe nó còn. Nhiều chiếc nhẫn nó buồn lắm anh ơi. Mất chiếc nhẫn rồi. Dạ chiếc nhẫn mình có 4 cái chạy chiếc nhẫn. Ôi nhiều vũ khí dữ ta. Có vũ khí này hiện đại không? Nhiều đó. Ở Duy Ngọc có gì mồi xanh xanh kìa. Cái này tôi coi cái kéo gì được á. Trời ơi. Đọc dữ ta. Anh về. Giờ ăn mì không? Nhờ chủ quán chuẩn mì cho ăn. Rồi chụp mì cá từng mì đó là em cho em ăn. Còn đó. Bánh em ăn. Tôi còn có mì đó. Tôi chung có mì đó ha. Còn mì mì nè. Mì đó là mì hào hảo đó. Rồi gói này như kêu bánh gao cái phòng này vô dùm mì. Chụp như không có mì á. Cho gao cái gì vậy? Gao hành nó thiện bóng chó gì ăn chó. Chụp như không có mì á. Hôm qua nó mẹ ra ăn cơm dưa leo đó, như củ hủ đung đỉnh. Mày thật hả? Có gao gì không? Cơm dưa leo củ hủ đung đỉnh. Đung đỉnh làm cái gì mà ngọt ngọt, thêm cái tương cái bà nội làm tôi không hiểu luôn. Tôi một biết tôi chết liền, học bá tôi cũng khổng lồ. Ăn với chanh đung đỉnh hả? Không phải anh, cái củ hủ đung đỉnh. Củ hủ đung đỉnh? Dạ, nó nghe đó, rồi ăn tốt. Thôi cái đó giống bùa vậy hả? Lô ban. Bùa lô ban. Anh biết xài không? Không, cái này em lụm đó. Lụm ha? Dạ. Cái chiếc xe nó như nhau mà cái gì. À. Đó, cái đó em muốn cái này em gửi, nó còn cái nào cái em chỉ là. Gửi ha? Dạ, em gửi cho anh. Cái này là làm ăn được hay sao? Thì làm ăn được, cái này là ta nói tính cướp mà bây giờ thấy như muốn ăn thịt con, nó có suy nghĩ lên đó. Anh suy nghĩ đi mà không ăn độc đó, bà mẹ nó muốn ăn con nó quá coi nghe. Con nó mà không nghe nó xử hoài đó. Ồ, dữ dằn vậy đó hả? Con cá sấu chú bà hôm qua đó mà em nháy con mắt nãy rồi. Nhớ tiền bà. Anh biết không, ngày xưa mà cái thằng đi ăn lỗ con nó ăn gặp không nó hôi đi lại. Cái xe gì mà không cao gì mà đào một giò. Coi là lặng thúc. Con nó sợ. Cái nhà quanh quá thông tin này mỗi cái đất thì anh ta quanh trong mấy ba thì còn mấy quên rồi. Giờ muốn về nhà không? Mấy anh em hỗ trợ cho về nhà? Không. Đi vậy ha? Đi lên đi đây đi đó chơi vậy ha? À, em anh cho em đời ngày đây mai đó thì được. À. Đời như là bé thường cả mọi có những phần không nên đi trường đến nhưng mà đấy đau khổ trên cơ cả mọi người. Bây giờ họ cho xe du lịch lại đón anh đi đưa về nhà nè, đi đi không? Thôi nè, đi du lịch mà đi Honda thì không tình nghĩa người đi du lịch. Không hiểu ha. Giờ là ý định là không muốn về nhà. Không muốn về nhà nó đi với anh chung du ngoạn, nếu anh có giúp em được cái chỗ nào giúp em kinh đa tăng bước gặp hôm nay còn hơn là đi về nhà, chứ mà khi ngày nào còn nghèo khổ cơ hàng thì không nhận nhìn. Đến chừng mà khi tới chừng mà có công danh sự nghiệp rồi thì nhận. Giống như cái bài gì mà lá vàng quỷ sao không tên đưa người về xứ là mong rằng đừng lãng quên xa em tao mãi gọi tên, xa em tao mãi gọi tên. Ôi, đáng nghiệp cái gì vậy? Cái đó cái gì vậy? Lưới anh. Lưới bắt ma hay gì? Ồ, dữ thằng ra. Em một đường lưới nè mọi người bạn thôi thì mà không cho rồi. Em chỉ cho anh nghe là công việc thôi, chứ em cũng có cờ bạc gì mà ghét này đó, nhưng mà trước đó đen. Trời ơi, tiền dữ thằng rồi. Tiền này cũng đã xài đó nữa. Rồi bài làm gì? Bài này bài tổ nghề. Tổ nghề? Biết bói không? Biết bói không? Còn anh chơi một bài mới nên cái này nó hơn tiếp. Xin một bài mới nha. Dạ.
À, bói không? Này đem quà mới cho bói. Bói luôn ha. Ôi. Cái này mỗi anh nó cứ đứng nhiều cũng không được. Ngon anh thông cảm nghe, đây cái này trời ơi là trời. Mà em thương anh 200 ngàn thôi. Đúng rồi. Ở thì đội anh tính nóng lắm, nghe mà anh làm vui vui cái kẹp. Mà gặp ông thì ông gì đó, gì chứ. Anh hai nó như bạn của anh. Anh nó cứ vô đồng dương, đồng miếng, vô đồng chó đó. Nó mua, anh biết không, mua cái mật sờ bạch tuộc nó 80 ngàn. Bóng như leo, nó nhận thấy mình coi bó vô nó không. Dạ. Là mua cho anh mua bài là anh có bố luôn ha. Dạ. Rồi. Để nói mấy anh em này kia rồi đó, cứ có một ông anh đó. ghé mua cho anh bộ bài. Ngủ đi. Cái này nhất sĩ tướng hay sao em không biết cái chuột cái này nè. Rồi, mua cái bài này nha, cái này là đi đâu. Ông tổ hay mẹ ông gì nè. Bộ bài mới thì sẽ linh hơn ha. Dạ.